Huyện Ân Thi là mảnh đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu nhiều địa chỉ đỏ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó phải kể đến chùa Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, nơi thành lập tỉnh đội dân quân Hưng Yên, tổ chức tiền thân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 74 năm trôi qua, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hồ Tùng Mậu luôn nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, dân quân du kích toàn tỉnh tăng lên hàng vạn người, lực lượng vũ trang ở cả ba cấp đã hình thành nhưng chưa có cơ quan chỉ huy. Ngày 1 tháng 4 năm 1947, thực hiện quyết định của chính phủ và sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, tỉnh đội dân quân Hưng Yên được thành lập tại chùa Gạo Bắc. Từ đây, các huyện đội dân quân, các đơn vị bộ đội được thành lập, phối hợp tác chiến cùng nhân dân Hưng Yên làm nên những trận đánh điển hình, lập nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc của dân tộc. Cụ Âu Đức Lợi, năm nay đã 92 tuổi kể lại, không chỉ là nơi thành lập tỉnh đội dân quân Hưng Yên, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu còn được chọn là nơi hoạt động của các tổ chức cách mạng, nơi sơ tán tập kết các cơ quan của tỉnh sau khi rút khỏi thị xã Hưng Yên thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến. Thôn Gạo Bắc lúc bấy giờ là có một con đường tức là thông thương giữa Hải Dương và Hưng Yên. 1947 thì cái phong trào cách mạng ấy, thì đã bắt đầu dựng lên các cái đoàn thể chính trị, thanh niên, phụ nữ, dân quân du kích, thế và được trên tỉnh và huyện là chú ý tập trung vào cái khu này. Là khu căn cứ du kích kiểu mẫu, phong trào cách mạng lúc bấy giờ thì hồi sục. Năm 2014, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hồ Tùng Mậu vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, cùng với đó công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã tổ chức thực hiện hiệu quả. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng trong công tác tuyển quân thì đối với Hồ Tùng Mậu thì từ trước đến nay năm nào cũng hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển quân, đồng thời lãnh đạo nhân dân thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa đa dạng các mô hình sản xuất kinh doanh để thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế của xã hội của xã đi lên và hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong kháng chiến, người dân xã Hồ Tùng Mậu anh dũng kiên cường, ngày nay trong lao động sản xuất thì cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cán bộ và nhân dân xã Hồ Tùng Mậu đã và đang bứt phá đi lên, xứng đáng với truyền thống anh hùng, nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử của vùng quê cách mạng.